Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện nay thì cái việc điều trị bệnh bằng cái phương pháp đông y đang là sự lựa chọn hàng đầu của tất cả mọi người. Đặc biệt là cái bệnh gút và bệnh xương khớp thì đấy là sự lựa chọn tốt nhất của tất cả mọi người. Bởi vì sao? Hiện nay thì các bạn bị bệnh gút và bệnh xương khớp khi điều trị bằng cái phương pháp Tây y thì là nó chỉ điều trị khỏi tạm thời, chủ yếu là dùng thuốc kháng sinh để điều trị. Các bạn có thể bị trong quá trình các bạn sử dụng cái thuốc kháng sinh đấy thì các bạn sẽ bị đau dạ dày và sức đề kháng của mình sẽ bị kém đi. Bởi vì thế là hôm nay tôi xin làm một cái video để giới thiệu với tất cả mọi người về bệnh gút là gì và bệnh xương khớp như thế nào. Thì bên đông y, bên tây y thì là bệnh gút là do cái hàm lượng axit uric trong máu bị tăng cao, thì lúc đấy sẽ hình thành tất cả các tinh thể muối urat tập trung ở tất cả các khớp xương, khớp đầu gối và khớp tay và khớp ngón tay. Thì lúc đấy khi tập trung quá là nhiều cái lượng muối urat đấy thì cái muối urat đấy sẽ chọc vào tất cả các khớp xương, khớp tay và da thịt của mình. Lúc đấy sẽ sinh ra cái hiện tượng đau đỏ và không thể cử động được. Đấy. Thì bên đông y thì là cái bệnh gút. Bệnh gút là do cái sự suy giảm chức năng thận. Khi mà chức năng thận mình bị suy giảm thì quá trình đào thải các chất ra bên ngoài nó bị kém đi, thì lúc đấy sẽ hình thành lúc đấy axit uric trong máu lại tăng cao. Axit uric trong máu tăng cao thì lại hình thành tất cả các tinh thể muối urat tập trung ở tất cả các khớp xương. Lúc đấy sẽ hình thành bệnh gút. Đấy. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm phải gọi là đặc trị gút và xương khớp khỏi tận gốc luôn. Thì hiện nay thì cái phương pháp này thì được rất là nhiều bên hội đông y và y học cổ truyền áp dụng và sử dụng cái phương pháp này để điều trị bệnh gút và bệnh xương khớp. Thì mình giới thiệu luôn, đây là cái sản phẩm cao gắm. Cái cao gắm này mình chỉ cần sử dụng trong vòng 1 tháng là khỏi đối với bệnh nhân bị nhẹ nhé. Còn bạn nào mà bị nặng thì phải sử dụng trong vòng 3 đến 4 tháng, có bạn đến 5 tháng đến 6 tháng đi. Đấy, thì tùy vào cơ địa của từng bạn và cái tình trạng bệnh của từng bạn là nhẹ hay là nặng. Thì bạn khi mà muốn điều trị khỏi thì thứ nhất là các bạn cần phải mua được cái sản phẩm nguyên chất, cái sản phẩm nguyên chất, cái cao nguyên chất, sản phẩm nguyên chất chính hãng và không bị pha tạp là thứ nhất. Thứ hai, các bạn phải kiên trì điều trị. Đấy. Thứ ba là các bạn cần phải có cái chế độ ăn uống cho nó hợp lý. Thì các bạn không được nhiều ăn quá là nhiều chất đạm này, không được uống nhiều bia rượu và các bạn cần phải thể dục thể thao, không được lười thể dục thể thao. Đấy. Thì bạn nào mà bị bệnh gút và bệnh xương khớp muốn mình tư vấn thì để lại cho mình số điện thoại cuối video này hoặc là để lại cho mình một dấu chấm thì mình sẽ tư vấn từng bạn một nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.